Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Đài Vinh. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm 2020. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ cho đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Huyện ủy Cầu Ngang và Huyện ủy Cầu Kè sơ kết các mặt công tác trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Bác sĩ Nguyễn Văn Lơ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh, trả lời phỏng vấn phóng viên thời sự xoay quanh về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Trà Vinh xác định xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp hiệu quả giúp người lao động được giải quyết việc làm, thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Sau đây là nội dung chi tiết. Huyện ủy Cầu Ngang vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động trước, trong, sau Tết, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2 năm 2020. Đồng chí Trần Quốc Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ trì hội nghị. Trước, trong, sau Tết Canh Tý năm 2020, huyện Cầu Ngang tổ chức nhiều hoạt động họp mặt, văn hóa, văn nghệ, mừng đảng, mừng xuân, tổ chức nhiều đoàn đến tham viếng, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, hộ nghèo, cận nghèo. Tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo đều có quà Tết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Nêu bật nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 2 năm 2020, đồng chí Trần Quốc Tuấn, bí thư huyện ủy mong muốn sau Tết, các ngành, các địa phương khẩn trương triển khai tốt nghị quyết năm 2020 của huyện ủy, quan tâm công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho đại hội đảng cơ sở, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ. Các xã xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra, gắn với tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 15 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thực hiện tốt công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ năm 2020, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung chỉ đạo tốt phát triển kinh tế, nhất là vụ tôm nuôi 2020, chăm sóc, hỗ trợ tốt kỹ thuật cho nông dân sản xuất lúa đông xuân trước tình hình hạn mặn gây ra. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung chỉ đạo tốt phát triển kinh tế, nhất là vụ tôm nuôi 2020, chăm sóc, hỗ trợ tốt kỹ thuật cho nông dân sản xuất lúa đông xuân trước tình hình hạn mặn gây bất lợi. Thực hiện tốt công tác xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, tập trung phát triển du lịch trên địa bàn gắn với bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị thị trấn Cầu Ngang và thị trấn Mỹ Long, kiểm soát và phòng ngừa tốt dịch bệnh trên người và gia súc gia cầm. Huyện ủy Cầu Kè vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động tháng 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 2 năm 2020 gắn với sơ kết các mặt công tác trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thế Ngoan, bí thư huyện ủy, chủ trì hội nghị. Trong tháng 1, Huyện ủy Cầu Kè đã tập trung chỉ đạo quán triệt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Trà Vinh gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại dịch vụ và vận động quỹ an sinh xã hội năm 2020, tổ chức sắp xếp kiện toàn bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 15 của tỉnh ủy và kế hoạch số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hành động cải thiện cảnh quan môi trường. Ngoài ra, huyện còn chỉ đạo các ngành các địa phương tặng quà Tết cho trên 2.450 gia đình chính sách và gần 1.780 hộ cận nghèo trong huyện, vận động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ tặng quà Tết cho gần 2.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện với tổng kinh phí phục vụ cho các hoạt động trên 3,4 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện ủy còn chỉ đạo làm tốt các hoạt động họp mặt mừng đảng, mừng xuân, văn nghệ kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật đêm 30 Tết tại quảng trường trung tâm văn hóa huyện. Trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông được tăng cường đảm bảo ổn định, tạo điều kiện cho nhân dân trong huyện vui xuân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 được an toàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Ngoan, bí thư huyện ủy Cầu Kè, đề nghị các ngành và các địa phương trong thời gian tới cần tập trung hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc tốt các trà lúa đông xuân, thường xuyên theo dõi độ mặn trên các sông, cống đầu mối để vận hành đóng mở điều tiết nước phù hợp phục vụ sản xuất và nhu cầu dân sinh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm năm 2020, quan tâm công tác xây dựng nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, vệ sinh cảnh quan môi trường, chỉnh trang đô thị, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông ở địa phương. Về công tác xây dựng đảng, đồng chí bí thư huyện ủy yêu cầu các chi đảng bộ cần tập trung triển khai quán triệt nghị quyết năm 2020 của tỉnh ủy, huyện ủy gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là tập trung tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Trước mắt, các ngành địa phương cần tập trung dồn sức chỉ đạo thực hiện tốt công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt chỉ tiêu trên giao.
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh, Thường trực Huyện ủy và cơ quan tổ chức nội vụ huyện Tiểu Cần tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho 31 đảng viên đủ tiêu chuẩn theo quy định. Trong đợt này, Đảng bộ huyện Tiểu Cần có 31 đảng viên được tặng huy hiệu 30, 40, 45 và 50 năm tuổi Đảng. Trong đó có 12 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ trao huy hiệu Đảng, đồng chí Phạm Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiểu Cần chúc mừng các đảng viên được vinh dự nhận huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Quang Vinh tròn 90 tuổi. Những đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này cũng là những đồng chí đã rèn luyện, giữ gìn bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên nơi công tác, sinh hoạt và cư trú. Do đó, các đảng viên cần tiếp tục phát huy tốt truyền thống cách mạng, đồng thời tích cực tham gia tư vấn, đóng góp cho các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Thay mặt các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đảng viên Nguyễn Minh Bạch, nguyên bí thư đảng ủy xã Ngãi Hùng, hiện sinh hoạt tại chi bộ ấp Nhân Hòa, xã Tân Hòa, bày tỏ tình cảm của mình trước sự quan tâm của Đảng và nguyện tiếp tục cống hiến sức người, sức của cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, dạy dỗ con cháu, người thân gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tham gia tốt các phong trào hành động cách mạng ở địa phương để quê hương Tiểu Cần ngày càng giàu đẹp, văn minh. Huyện đoàn Cầu Kè kết hợp với xã Tam Ngãi tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng tuyến đường ranh giao thông nông thôn ở ấp Ngãi Nhất. Tuyến đường ranh có chiều dài gần 1.600m, mặt ranh rộng 1,5m với tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 200 triệu đồng. Trong này, nguồn kinh phí do công ty Lý Bảo Minh ở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 150 triệu đồng, phần còn lại do người dân địa phương đóng góp xây dựng. Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đơn vị tài trợ đã hỗ trợ xây dựng tuyến đường. Qua đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho rằng với việc đưa vào sử dụng tuyến đường ranh trên có ý nghĩa quan trọng không những tạo điều kiện cho việc đi lại, vận chuyển, giao lưu hàng hóa của nhân dân ở ấp Ngãi Nhất và các ấp lân cận của xã Tam Ngãi được thuận lợi, dễ dàng, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong thời gian tới. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh cũng mong muốn chính quyền và người dân địa phương cần quan tâm bảo quản, duy tu, đảm bảo tuyến đường được sử dụng lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang xảy ra rất phức tạp, nguy cơ lây lan ra nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Và điều lo lắng hơn là dịch bệnh này hiện chưa có vaccine phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu. Trước tình hình này, tỉnh Trà Vinh có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh như thế nào? Bác sĩ Nguyễn Văn Lơ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh sẽ cho biết qua cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên thời sự. Xin chào bác sĩ Nguyễn Văn Lơ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh. Thưa bác sĩ, trước hết thì xin bác sĩ cho biết về tình hình dịch bệnh corona hiện nay. Hiện nay thì chúng ta biết cái dịch viêm đường hô hấp cấp do cái chủng mới của virus corona, gọi tắt là cái nCoV, là cái trường hợp đầu tiên là phát hiện vào tháng 12 năm 2019 ở thành phố Vũ Hán của cái tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Thì đến nay thì dịch bệnh đã lan ra là hầu hết các tỉnh thành của Trung Quốc và đã có 26 quốc gia và vùng lãnh thổ ở trên thế giới đã có cái dịch bệnh này. Thì tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2020 thì cả thế giới đã ghi nhận là 11.972 trường hợp mắc và đã có 259 trường hợp tử vong. Thì cái tình hình với cái tình hình lây lan nhanh như thế này thì Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố cái tình hình gọi là cái tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với dịch bệnh do cái virus corona, là ban bố vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. Riêng tại Việt Nam thì đến nay thì chúng ta ghi nhận là 6 trường hợp là mắc cái nCoV. Cụ thể là có 2 trường hợp, đó là công dân người Trung Quốc, và 3 trường hợp là người Việt Nam. Và 2 công dân người Trung Quốc và 3 trường hợp người Việt Nam này đều từ thành phố Vũ Hán trở về. Và có 1 trường hợp là bị nhiễm ở tại trong cái quá trình chăm sóc hai cha con là cái người công dân người Trung Quốc. Thì ngoài ra thì chúng ta đang cách ly theo dõi là 97 trường hợp, thì đã có một số trường hợp là âm tính, chúng ta đã cho xuất viện, còn lại một số chúng ta theo dõi. Riêng tại tỉnh Trà Vinh thì đến nay thì chúng ta là chưa phát hiện cái trường hợp nào là nghi ngờ là có nhiễm cái nCoV. Vậy thì bệnh này có triệu chứng ra sao và gây nguy hiểm như thế nào, thưa bác sĩ?
đối với cái trường hợp nhiễm nCoV thì đây là cái bệnh lý đường hô hấp, thì do đó cũng có một số cái triệu chứng đường hô hấp. Cụ thể đó là cái người mắc nCoV sẽ có cái sốt, ho và khó thở. Thì trong một số trường hợp thì bệnh có thể diễn tiến nặng hơn, gây nên cái tình trạng viêm phổi, có thể gây nên tình trạng siêu hấp và có thể dẫn đến tử vong. Và chúng tôi ghi nhận là những cái trường hợp là bệnh nặng và tử vong là thường xảy ra ở trên những cái bệnh lý là ở những người mà có cái tuổi cao là một. Cái thứ hai là có những cái bệnh lý nền như là bị tim mạch, bị tăng huyết áp, bị đái tháo đường, các cái trường hợp về cái suy giảm miễn dịch. Và điều đặc biệt là chúng ta cũng lưu ý đó là có một số trường hợp là có những cái triệu chứng không rõ ràng lắm. Do đó trong cái quá trình chúng ta giám sát, chúng ta theo dõi cũng rất là khó khăn. Và một cái thông tin cũng được nhấn mạnh đó là hiện nay là chúng ta chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như là chưa có vaccine để phòng bệnh cho cái virus corona chủng mới này. Trước tình hình bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay thì mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có cuộc họp để chỉ đạo các sở ngành tỉnh, đặc biệt là ngành y tế, có các biện pháp triển khai để phòng chống dịch bệnh này. Vậy thì xin bác sĩ cho biết các biện pháp đó là những biện pháp nào? Vâng, thì với sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì ngành y tế thì trong cái tình hình dịch bệnh diễn ra thì từ khi mà chúng tôi nắm bắt được thông tin thì ngành y tế đã quyết liệt triển khai một số giải pháp. Đầu tiên nhất là về mặt tổ chức thì ngành y tế đã thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống dịch của ngành để làm sao mà điều phối cái hoạt động ở trong phạm vi ngành. Và chúng tôi đã thành lập được các cái đội đáp ứng nhanh ở tại các cái đơn vị y tế ở trong tỉnh để làm sao có thể là thực hiện cái giải pháp phòng chống dịch cũng như là hỗ trợ cho các tuyến như khi cần thiết. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch là phòng chống là cái chủng virus mới corona này để mà sớm trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt để có cơ sở để triển khai đồng bộ các hoạt động. Và Sở Y tế cũng đã chỉ đạo cho các cái đơn vị y tế cấp dưới là tự xây dựng kế hoạch nội bộ của mình để mà thực hiện các giải pháp theo cái chỉ đạo chung của Bộ Y tế cũng như là theo các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Và ngành y tế đã tổ chức những cái đoàn giám sát để thực hiện các cái giám sát các cái cơ sở y tế trong tỉnh để mà làm sao mà đôn đốc nhắc nhở các cơ sở để mà thực hiện các cái giải pháp trong cái vấn đề chuẩn bị trong cái xử lý dịch bệnh nếu có xảy ra. Và đối với Sở Y tế cũng đã ban hành nhiều cái văn bản để mà phối hợp cùng với các ngành, các cấp ở trên cái địa bàn của tỉnh, mà cụ thể đó là có thể là đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, rồi các cái nơi mà có quản lý là người Trung Quốc nhiều, cụ thể là ban quản lý các cái khu kinh tế và Ủy ban Nhân dân các huyện để làm sao phối hợp để mà thực hiện các cái giải pháp phòng chống. Riêng về mặt chuyên môn thì đã chỉ đạo giám sát chặt chẽ cái tình hình dịch bệnh để làm sao có thể phát hiện sớm nhất cái tình hình dịch bệnh ở trên địa bàn tỉnh để mà có cái khống chế kịp thời. Và đã cũng như là đang là chỉ đạo thực hiện là ráo riết các cái hoạt động truyền thông ở trên các cái phương tiện là thông tin đại chúng cũng như là các cái kênh thông tin khác nhau để mà làm sao là cảnh báo người dân cũng như là cung cấp các cái kiến thức cần thiết để người dân có thể phòng tránh được cái dịch bệnh. Và chúng tôi cũng đã là tổ chức các cái lớp tập huấn về chuyên môn như là tập huấn về chẩn đoán, về điều trị cũng như là về các cái vấn đề là lấy mẫu xét nghiệm để làm sao mà trong tất cả các cái khâu của cái hoạt động y tế là đảm bảo đáp ứng được cái tình hình dịch bệnh. Và ngành y tế cũng về mặt chuyên môn thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ cái khu cách ly để làm sao mà có thể là sẵn sàng thu dung tiếp nhận khi mà phát hiện cái trường hợp nghi ngờ, và đã là chuẩn bị đầy đủ các cái vật tư hóa chất ở trong cái phòng chống dịch cũng như là các cái vật tư hóa chất thuốc thiết yếu ở trong các cái cơ sở điều trị để làm sao mà thực hiện đảm bảo là vừa chống dịch cũng như là vừa điều trị kịp thời. Và trong cái quá trình mà thực hiện nhiệm vụ của mình thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nói riêng và ngành y tế tỉnh Trà Vinh nói chung sẽ tiếp tục là cập nhật thêm các cái giải pháp cũng như các cái chỉ đạo mới nhất từ trung ương, từ tỉnh để làm sao bổ sung vào cái các hoạt động của mình để là với cái mong muốn là thực hiện tốt nhất cái giải pháp phòng chống dịch ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh của chúng ta. Vậy thì đối với người dân, xin bác sĩ cũng đưa ra những lời khuyên cần thiết nhất để họ có thể tự phòng ngừa bệnh một cách tốt nhất. Vâng,
Ở trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay thì đối người dân thì chúng ta biết rằng là chưa có vaccine để phòng bệnh, do đó các cái giải pháp cá nhân vẫn là rất là quan trọng. Đầu tiên nhất thì Bộ Y tế cũng khuyên là chúng ta nên tránh đi lại hoặc là du lịch nếu mà có sốt hoặc ho khó thở, và đến ngay cơ sở y tế khi có các cái triệu chứng này. Và một cái giải pháp nữa là chúng ta tránh tiếp xúc, cái đối với cá nhân chúng ta tránh tiếp xúc với những người có biểu hiện sốt hay ho, và chúng ta thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Và nếu mà cần thiết mà phải tiếp xúc với những cái đối tượng mà chúng ta nghi ngờ mà có các triệu chứng sốt ho thì chúng ta phải giữ khoảng cách an toàn và chúng ta phải sử dụng cái khẩu trang phòng bệnh. Và một cái hoạt động nữa là chúng ta cũng có thể thực hiện, đó là khi mà chúng ta cố gắng là sử dụng cái thực phẩm là an toàn, thực phẩm chính, và cố gắng làm sao chúng ta là không đến những cái nơi cũng như không tiếp xúc với những cái thịt động vật cũng như là động vật hoang dã. Thì đó là đối với biện pháp để phòng ngừa cho cái cá nhân của chúng ta. Còn riêng thì người dân thì cũng nên có trách nhiệm với cộng đồng bằng cách là khi mà chúng ta có những cái biểu hiện mà sốt, ho, khó thở thì chúng ta hãy đến cơ sở y tế để khám, để chúng ta cách ly, để mà làm sao mà cho đừng có lây lan ra cộng đồng. Và trong quá trình nếu mà chúng ta có là các cái triệu chứng như ho, hắt hơi chẳng hạn thì chúng ta phải cố gắng sử dụng là khăn giấy hoặc khăn vải để làm sao chúng ta che chắn, để tránh các cái giọt bắn là nó phát tán ra cái môi trường. Và sau khi sử dụng thì chúng ta là bỏ những cái khăn giấy, khăn vải này, và chúng ta cũng không nên là khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng để làm sao mà chúng ta giữ cái môi trường được là tốt cho cái mọi người chung quanh. Và ở trong cái tình hình dịch bệnh như thế này thì ngoài cái các người dân mà chúng ta nói ở đây là tức là đại đa số người dân, tuy nhiên có một số cái trường hợp rất là đặc biệt, đó là cái giao lưu đi lại giữa cái những nơi vùng có dịch và cái ở tỉnh Trà Vinh của chúng ta. Thì cụ thể có hai cái trường hợp, đó là trường hợp thứ nhất đó là đối với cái trường hợp là cái người Trung Quốc và đi vào tỉnh Trà Vinh để làm việc thì hãy là tự cách ly mình trong vòng 14 ngày để theo dõi sức khỏe. Và trong những cái trường hợp để chúng ta cũng áp dụng những cái biện pháp phòng hộ theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế, và khi có những cái biểu hiện mà nghi ngờ là có nhiễm nCoV thì chúng ta thông báo cho cơ sở y tế để có giải pháp để phòng tránh. Xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, xác định xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp hiệu quả giúp người lao động giải quyết được việc làm, thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Chính vì thế, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn giới thiệu những người có nhu cầu làm việc tại nước ngoài đi xuất khẩu lao động, từ đó góp phần ổn định kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tỉnh nhà. Theo ghi nhận thực tế của chúng tôi, trong 3 năm trở lại đây, xuất khẩu lao động đã mở ra hướng đi mới trong vấn đề giải quyết việc làm, thoát nghèo và ổn định kinh tế cho nhiều người dân tại Trà Vinh. Minh chứng như gia đình bà Quỳnh Thị Phượng, ngụ ấp Lạc Thành A, xã Thành Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, đã thoát nghèo, vươn lên khấm khá hơn nhờ có con đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Bà Phượng chia sẻ, nhờ chính sách vay vốn ưu đãi đi xuất khẩu lao động, gia đình bà đã vay vốn ngân hàng chính sách xã hội trên 80 triệu đồng để con trai bà có đủ chi phí đi lao động ở nước ngoài. Đến thời điểm này, sau một năm làm việc tại Đài Loan, con trai bà đã gửi tiền về đều đặn hàng tháng 15 triệu đồng và giúp gia đình trả xong nợ ngân hàng. Hiện tại, số tiền lao động con trai gửi về, bà sẽ tích góp để phát triển kinh tế gia đình và để dành làm vốn cho con khi hết hạn hợp đồng về nước. Thì cái tiền vay của ngân hàng để cho con chị đi đó, thì đến nay thì cũng đã trả đủ. Thì tính từ đây về sau nữa thì đã dư. Chị sẽ sửa chữa nhà cửa, với có cái nguồn đó mình tích lũy thêm để phát triển kinh tế thêm sau này. Để cho con cái về nó có vốn nó làm ăn thêm nữa. Tiếp chúng tôi trong căn nhà rộng mới khang trang được xây bằng tiền làm việc của hai người con gái đi lao động tại Nhật Bản gửi về. Bà Nguyễn Thị Diệu, ngụ ấp Sóc Cục, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang chia sẻ: trước đây gia đình bà thuộc diện hộ nghèo của xã, hoàn cảnh rất khó khăn. Cả hai vợ chồng bà đều là lao động phổ thông, ai thuê gì làm nấy. Dù cố gắng làm việc cách mấy vẫn không thể khấm khá hơn. Đầu năm 2016, sau khi được cán bộ Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh và địa phương tuyên truyền chính sách xuất khẩu lao động, hai người con gái của bà đã đăng ký đi Nhật Bản
làm việc trong ngành đóng gói bao bì thực phẩm. Sau quá trình làm việc, đã gửi tiền về giúp đỡ gia đình. Điều đáng mừng là hộ bà Nguyễn Thị Diệu đã thoát nghèo vào cuối năm 2017. Trước đây năm 2014-15 là gia đình tôi rất là nghèo. Mà nhờ mua bán rồi nuôi con đi học rồi nhờ trung tâm việc làm mấy con tôi đi được Nhật Bản mới cắt được nhà khang an khang vậy. Cho con tôi được đi Nhật Bản thì nên gia đình tôi cũng khám khá cắt được nhà rồi yên ổn là mang rồi con tôi gửi tiền và cũng có tiền sống. Cùng ngụ ấp Sóc Cục, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, bà Trịnh Thị Nhàn bày tỏ nhờ chính sách cho vay vốn ưu đãi đi xuất khẩu lao động là 0,55% trên tháng, tức là 6,6% trên năm. Gia đình bà được vay 100 triệu đồng để đưa con gái sang Nhật làm việc. Hiện tại, ngoài số tiền con gái làm việc ở Nhật Bản gửi về phụ giúp gia đình, bà Nhàn còn tăng gia sản xuất, chăn nuôi thêm gà vịt, nuôi bò, nuôi dơi và làm ruộng để có thêm thu nhập kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Thấy nó đi cũng gửi tiền về mình cũng đã đỡ, rồi thấy cũng khỏe hơn trước nhiều. Rồi nó đi làm ở đó cũng tháng cũng được 40, nhưng mà tiền chi phí là hết cũng còn 10-20. Rồi 2 tháng gửi về là người làm ở đó cũng nó nói cũng khỏe, không có gì đó, cũng không có mệt gì đó. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Trường Thọ cho biết, với một địa phương có trên 73% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp là trồng trọt và chăn nuôi như Trường Thọ, thì xuất khẩu lao động chính là giải pháp hiệu quả trong công tác giảm nghèo, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Điều này được chứng minh khi tất cả 37 lao động đã xuất khẩu của địa phương đều giúp cho gia đình thoát nghèo, phát triển kinh tế, vươn lên khấm khá hơn. Chương trình xuất khẩu lao động trên địa bàn xã Trường Thọ trong thời gian vừa qua thì là một cái địa phương xác định đây là một cái giải pháp mà nhằm giảm nghèo bền vững và đi đến làm giàu chính đáng. Từ đó thì địa phương cũng tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động trong các em là có điều kiện để tham gia cái chương trình xuất khẩu lao động. Thì trong năm 2020 thì chúng tôi sẽ tiếp tục thành lập ban chỉ đạo để vận động các em có đủ điều kiện sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Rồi các em có sinh viên, các em bộ đội xuất ngũ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, là chúng tôi sẽ tập trung vận động các em này có cái điều kiện để mà tham gia cái chương trình xuất khẩu lao động. Ông Trịnh Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết, để công tác xuất khẩu lao động đạt hiệu quả cao, thời gian qua tỉnh tập trung thực hiện chính sách cho vay ưu đãi đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các trường hợp có nhu cầu được tiếp cận vay vốn. Theo đó, mức cho vay cụ thể đối với từng người đi xuất khẩu lao động được xác định căn cứ vào nhu cầu vay vốn của người vay, khả năng trả nợ của người vay và khả năng nguồn vốn quỹ thác của ngân sách tỉnh chuyển sang ngân sách chính sách xã hội. Theo đó, mức cho vay cụ thể đối với từng người đi xuất khẩu lao động được xác định căn cứ vào nhu cầu vay vốn của người vay, khả năng trả nợ của người vay và khả năng nguồn vốn quỹ thác của ngân sách tỉnh chuyển sang ngân hàng chính sách xã hội. Tất cả các trường hợp vay vốn không vượt quá 150 triệu đồng trên người. Theo thống kê của Trung tâm, năm 2019 là năm tỉnh nhà có số người đi xuất khẩu lao động sang làm việc tại nước ngoài cao nhất từ trước tới nay. Cụ thể có trên 600 người xuất cảnh, tìm được việc làm phù hợp trong các ngành nông nghiệp, cơ khí, điện tử, điện lạnh, chế biến thực phẩm, đạt và vượt trên 130% chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2020, tỉnh phấn đấu đưa 900 thực tập sinh tỉnh Trà Vinh sang làm việc tại nước ngoài, chủ yếu là thị trường Nhật Bản. Hiện nay đó là phía bên Nhật đó có cái chính sách cũng rất là tốt, đó là bảo hộ cho người lao động Việt Nam chúng ta và cái lương đó cũng rất là cao. Còn ở tại đây, tại địa phương chúng ta thì các cấp chính quyền đoàn thể các địa phương cũng quan tâm. Và người dân của chúng ta hiện nay cũng đã bắt đầu đi sang là Đài Loan, sang Nhật Bản, sang Hàn Quốc là càng nhiều. Và ở tại trung tâm thì đã mở nhiều cái lớp tiếng Nhật. Cho nên cái người lao động là không phải tốn thời gian đi thành phố Hồ Chí Minh mà học tại trung tâm. Xong rồi đưa lên thành phố Hồ Chí Minh để phỏng vấn.
Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện công tác tuyên truyền chính sách, chủ trương về xuất khẩu lao động. Phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, giữ liên lạc thường xuyên với các gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài để kịp thời hỗ trợ khi có vấn đề xảy ra. Qua đó góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong tỉnh. Chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin cuối ngày được phát vào lúc 23 giờ. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.